Hello cả nhà. Cả nhà ơi, hôm nay lại làm món ăn đặc biệt lắm. Nói đặc biệt này. Hôm nay mình lại làm món lòng thỏ xào với lại rau má nha. Hôm nay để chiêu đãi bác móm với lại chủ đầu bếp Hùng. Đấy, thỏ thì lúc trưa ăn rồi cả nhà. Lúc trưa thì hai thỏ to tướng ấy đánh tới canh ăn rồi. Bây giờ còn bộ lòng về này mình bảo các vị bảo không ăn nên bác Phở nó làm sạch cho rồi đấy. Xem là bây giờ mới lại làm. Đấy. Lại lại làm bộ lòng thỏ lại chiêu đãi chú Hùng với lại bác móm. Bác móm vừa tóm được ngoài đồng dòng dưa về đi hái dưa cho vợ về, hái dưa Ba Tử để xuất khẩu đấy. Đây là rau má nha. Đấy, bác móm đang ngồi nhặt rau má đó biết không. Truyền thống không, lại lòng thỏ xào rau má chú đang băm gia vị. Đấy, đây là ba cống sả này, chủ yếu là hành khô này, bốn 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 cống à. Đấy, chủ yếu hành khô nhiều hơn tỏi, ớt ớt thái nhiều vào đấy để phi lên mới xào lòng thỏ, mới cho nước vào mới xào rau má, nấu rau má, lòng thỏ nấu rau má nhé. Thịt thì ăn lúc trưa rồi, thịt thỏ tiết canh ăn lúc trưa rồi. Rồi. Đây cả nhà. Đấy, bộ lòng mề thỏ tim gan lấy cắt hết lấy hết nhá, cả phổi cho biết đấy. Bắt đầu là chú Hùng Thái nhá, bắt đầu là để đi xào lên để nấu với rau má, lòng thỏ nấu canh rau má. Đấy, đây là dạ dày, thái miếng vừa vừa thôi chú ạ, thái, thái nhỏ quá là nó quắt hết rồi. Ấy ấy thấy chưa, cò và chó hai bạn đánh nhau. Bông bây giờ sống không yên với nó. Bây giờ mà thả thả cái ống chân thế này vậy chết đi, cả nhà thấy ác không? Đấy. Chết đi. Ui, ui. Bông bây giờ thì không không thể yên được với cò, cò làm việc chết. Thôi là nó cả nhà nhìn không, đúng một đĩa gia vị chú Hùng bằng toàn hành khô, ớt, tỏi, sả để phi vàng lên để xào với lại lòng thỏ, xong bắt đầu là ra ăn mắm muối, xong bắt đầu đổ nước vào nấu canh rau má, lòng thỏ nấu canh rau má. Thỏ này mới bông là không đội trời chung, hai thằng đánh nhau ác lắm. Mình mà không xích cái ống kia có mà đuổi bông cấp vào trong nhà nó đánh khiếp lắm. Bây giờ nó có làm một lần thì lần sau nó chả sợ đúng không? Ừ. Phải dù cho phải... Đấy. À, tiếp tục đi. Bông lại ra tiếp tục đi. Nhắm này bắt đầu chết nhau. Ừ. Đấy đấy. Thôi rồi. Khổ, khổ thật. Nào, em cò ngoan như nào? À, em có bao giờ em phải ngoan không đi chơi nhá thì mới thả chân em ra, nhớ chưa? Nào, cò 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 ra đây, ngoan nào, đây cho cò này này, đấy cho con hành đấy. Chết đấy. Đấy. Cò mới bụng thôi, có nô 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 ra để ta quay phim đấy này, cò này. Cò mới bụng như chó với mèo. đang võ 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 đài. Chia sẻ với cả nhà là cò và bông bây giờ là hai đối thủ là không không đội trời chung đâu chú cứ để luôn này đấy, để đấy một đĩa to tướng bắt đầu là rửa trái chân tay đi chú ạ, xong là xào nấu như là cắt khúc rau má ra để cho nó đỡ dài cả nhà, đi gấp ăn cho dễ đấy. Trồng mớ khác lên cái mớ này thay làm đòn cây từng này, nấu sợ hơi nhiều chú ạ. Không ăn rồi mát ruột mát gan đúng không? Rau má ăn tốt cho sức khỏe. Đấy, cò cò và bông thế là nhọc rồi đấy. Thỉnh thoảng hai thằng này nó hay hay đánh nhau lắm cả nhà. Nó vào trong nhà nó đánh nhau. Nhọc là bông. Phi hành tỏ ớt. Úi giời. Đúng một đĩa nhiều thế, nhiều gia vị.
Đầu bếp Hùng hôm nay làm món gọi là lòng thỏ nấu canh rau má. Món này ăn dã rượu luôn này. Tiếp bóc mõm. Món bây giờ là phải canh nó. Lúc chưa ăn tiếp canh rồi. Tiếp canh thỏ rồi. Nó phải bác chịu khó đâu, bác làm sạch sẵn mà chiều chúng mày sẵn mà ăn. Những cái đồ này là anh em mình là nó không ăn nên cả nhà. Có một hôn nhăn mặt mà thôi, để đây chỉ có mình với bác Hùng với bác Móm ăn được. Bắt đầu đổ lòng vào. Khi vàng thơm thì bắt đầu mới lấy nước mưa cho vào cả nhà. Thơm phức nhỉ. Cái này mà cứ đi vứt đi nó phí của giời. Ăn với là rau má rất hợp cả nhà. Em bắt đầu xong là nó săn vào mới cả nhà mới đổ nước mưa kia vào này. Đấy, gọi là nòng thỏ nấu canh rau má nhá. Đấy, rau má đây. Từ này sẽ nhiều quá không chú Hùng ơi. Ngon này, ăn nó bổ bã. Dã rượu. Xuống đây làm gì? Ổ nhà chết đi hóa ra. Đấy. Đã xong mà cho rau má vào nhá. Thì này có hết không? Mình có nấu hết đi. Cái nhiều quá. Khổ quá bông ơi, sao mà cứ đánh cỏ đấy à? Cỏ không không đánh nó nữa, cỏ ơi. Cho nó tha thôi. Cỏ với bông cùng cha khác mẹ. Tuy rằng cái gì bài học ngày xưa đấy nhỉ. Cỏ và vạc là hai anh em à. Đây cỏ với bông. Cả nhà cứ đánh hành cứ đi đánh nó. Cỏ không không đánh nhầm anh bông nữa nhá, cỏ nhá. Nói cứ nổi nổi ấy. Đấy, đấy. Cho nó vào nó tặc ấy. Không được đánh em bông nữa. Đấy, ngon như cả nhà. Nồi canh lòng thỏ rau má. Đấy, cả nhà đã xong. Bún này, bánh ná này, đặc sản bánh ná quê này, bánh rậm là bánh cũng là bằng bột gạo lếp này. Đấy, bánh ná này mỗi ông một cái. Rồi đây một đĩa lòng thỏ nấu canh rau má. Trên đây nha, xin mời cả nhà. Đấy, ăn đấy ngọt với sướng dã rượu luôn đấy nhỉ. Dã rượu lúc chưa ăn thịt thỏ đấy, cái canh bổ bốc nhiều nước mà nó nói thế này. Ở nhà nó vẫn chắc là chưa cho uống. Ngon không? Ngon mã ngon đấy, lắm. Ngon rau má ngon lắm. Đấy. Giờ đài nói ui rồi, giờ đài nói là 5 giờ chiều là vào chiến. Mời cả nhà. Ăn rau má ngon, cái nước rau má nó ngọt nhỉ, nó cộng với lại cái bột lòng thỏ rất ngọt, ngon. Rau má mùa này đang ngon đấy. Mà mùa nó có sớm còn đắng nữa, nhưng mà chính là càng đắng lại càng tốt thôi. Nên là ăn anh vặt để dễ này toàn. Rau má tốt nhất vì thế. Ngồi trên này gió mát kìa cả nhà đấy, nhìn thấy cây móc mật đu đưa. Mong một cây hồng. Còn chu vi chưa hoàn là chín nhỉ? Chuột ăn hết, xanh nó còn ăn. Từ hồi dòng cây cà chua sai, díu quả anh mà sai thế mà. Chuột mèo toàn bắt trộm hết mèo. Mèo. Chuột nó săn sạch. Qua bẫy con vào nồng, thế bắt đầu là ông nô ông chọp, chuột chạy mất, nồng bẹp tan, cái treo kìa. Lần sau anh bẫy con chuột đấy, xong anh để ở cái chỗ mà bọn này nó hay ăn này, rốt vào đấy cho nó kinh. Cũng thế thật đấy nhỉ. Này ông ngồi chụp cái đồng vát này thôi. Ông cứ vò ngon thế là nó mới hở ra đồng. Thế chuột chạy ra thế thôi, ba con đứng chậu hẫu. Dập bẹp tan cái đồng này. À bây giờ cái đường ống dây điện này. Cho vào lòng lên lần sau cho kích luôn. Ôi như đấy này, bọn nô lên nó làm việc ngay. Không treo đoạn cao cao bên trên này. Ăn mạnh à? Khả năng có khi nó dễ tìm đường này lên. Riêng trên đây này nó lên nó làm việc ngay. Có khi nó đổ mẹ hết cả các. Đấy nó phá hỏng hết cả dầu. Hôm ta bẫy tiền ở chỗ đây nào. Ôi nó cắn nát cây ớt của tao. Kể nó nên ngó sớm thì được, sáng nên ngó là được. Nó chỉ vừa dẫy ra rồi. Rổ cây nó cắm vào cái quần hết con đám này, cây ớt tí nó gặm chết hết. Nó còn phải trọ. Chào mừng, món mới. Kèm đứng nói, mời cả nhà. Ây da. Lòng thỏ rau má này đừng nên vứt đi, ăn rất ngon.
Không biết còn xào nấu món gì ngon nữa không nhỉ? Có còn làm nấu canh. Sao này chắc là thiếu không hợp luôn. Chắc không hợp. Không ăn thì rau má thế là hợp mà cứ thế là diễn. Ừ. Cái rau má là nó cũng tốt thật. Em nghĩ thẳng mỗi rau má là không có ngày cứu nhưng ngày cứu thì chưa. Có ngọn, bây giờ cái giống này phải càng cấu nó càng ra mầm. Ừ, đấy xong cứ mầm mầm lên như này, như này là bắt đầu cấu rồi. Mùa cấu nhiều nó mới đâm, mùa này bắt đầu ra mùa đâm mầm rồi. Mùa rau sắn, nói ra mới nhớ mùa rau sắn là mùa ốc nữa. Dạ mà bố trồng được cái bụi đấy cũng là kỳ công ấy nhỉ. Mỗi ông này, tao, ngày xưa tao lấy mà tao trồng hơi nhiều, không được. Bụi đấy, ấm bụi đấy. Bụi đấy mà đập không chết. Nấu mì tôm rất ngon. Của nó là chỉ nấu bằng thịt chả băm ra đấy. Thịt băm ngày xưa các cụ đấy, mẹ xưa sườn. Trong nhà ông nhiều thứ rau ngon, bố không ấy bầu nhỉ. Em không mới thích cái món rau bầu. Rau bầu luộc. Rau bầu luộc chấm thức rượu thì ngon nhỉ. Thịt cả thì đây nhé. Hôm qua, các bạn hôm qua, bà Thêu ấy còn không có cái, bà ấy ăn gọi xong cá ta đấy, em nói lấy về xong rồi dán lên chấm tương, ngon, mạnh. Chấm những cái loại mẹ này nó ấy. Ăn bảo tôn là nơi kéo cá lấy cho một con. Hôm trước tôi tập ăn đấy thế. Làm nó tương đấy, bây thời buổi mà làm tương mà ăn. Nước mắm toàn công nghiệp. Có tin tưởng ai bây giờ không? Không tin tưởng ai. Đi dây cũng đầy. Bởi buổi đây này, đây này. Không mắm đâu. Này. Mình đã thích nhiều. Các bạn có các cái mềm. Ốc. Kịa đẹp. Nóng. Nóng dãi mẹ nước. Review cho cả nhà xem luôn nhé. Cái này bảo để các ông mang ra thì thấy để không gian. Nhiều khi anh em cũng chỉ mãi uống rượu xong là video nó dài là kết thúc. Còn ông là ăn cơm ăn kiếp hay gì là ăn sau. Đây này cả nhà. Đây là quên mình gọi là bánh nướng nướng bánh ná. Phải không nhỉ? Nhưng mình mới hay gọi nóng là bánh lưỡi mèo. Tại trước trước đây là tại nó giống cái lưỡi mèo. Trước đây là nó không có nhân đâu. Nhưng bây giờ người ta cải tiến. Trước đây là không có nhân thì nguyên. Tại như ta thay cơm chỉ có gạo. Mới là nói từ thời đấy thì nó chỉ thế thôi. Làm gì có bây giờ người ta biết tấu cho cái mộc nhĩ mới lại cái gì vào chứ chỉ cái đấy là chấm nước mắm không rồi. Mình chính không có vào nhà nào nước mắm mặn vào nhà nào cũng phải có một cái một đĩa để thắp hương đấy. Bây giờ đây là thành cái món quà quê để ăn ăn chơi để mình mua ăn trước đi đấy cả nhà gọi là bánh lưỡi mèo bánh ná bánh lưỡi mèo ngon lắm. Gạo gạo trẻ không nó pha gạo nếp rõ nhang pha gạo nếp rồi gạo nếp của nó là bằng gạo tẻ nhưng là chấm cái bát nước mắm mà đắng ngậm cay à mới ứng bài khá là nặng đâu như bây giờ là phải pha coi là gì nhỉ tỏi ớt các bạn bây giờ nếu như không cho cái này thì bọn trẻ con nó không ăn nhưng trước cái này là chỉ có người lớn ăn nhiều mà nó đặc sản đấy đặc sản vùng miền bản làng bây giờ mình đến trên nhà Tân cái quê nhà Hải. Nếu bây giờ họ pha gạo nếp bằng bột gạo nếp dẻo đấy. Bán nhà trẻ con nó hay ăn nó phải có tí mồi mồi vào.
Ừ, ngon lắm đây rồi. Đặc sản món quả quê. Đang đâu mà? Ủa đấy. Còn lô kia. Đấy, nó cứ nịnh băng móm này, nó ngồi đây để nó xin băng móm đấy. Băng móm này là kiểu như là quen rồi. Đưa rượu nó uống, uống rượu say xù luôn đầu. Hồi xưa lại trong trận say nhỉ. Cái thằng gấu kia mỗi lần em đến em nhìn thấy triệu chứng nó em phải ấn đầu nó xuống. Nó ngừng cái phải dìm tay xuống nhá. Là nó ôm hôn. Mẹo nó hai cái chân của nó thôi. Hồi xưa ông phở này nó ngồi rồi nó cứ nhảy. Động tác bắt đầu quay người là mình phải dùng cái tay mình ấn đầu xuống. Nó nhảy lên ôm hồn, nó không chấm hết, thằng ấy thích lạ này. Xong bắt đầu nó ngửi quần, chiếc chân tay. Giống. Ăn cái này nó ngon lắm cả nhà, nó lắm chất xơ. Các bạn cứ làm giống biển đi, ăn cực kỳ nó ngon, mình không làm nó chia sẻ thật nữa. Rau má ăn, nhất là ăn phải Nhật này, ăn cả cái rễ cái của rau má cả nhà, ngon lắm. Nhiều người cứ toàn cắt vứt đi, ăn muốn cuống với cái lá còn có cái gì. Riêng cái này phải để mật hả? Nó phải hơi đắng đắng. Thế còn cái lòng của nó mà nguyên, nếu cái lòng trắng ấy để nguyên không đậm tràn gì đó, còn thì tinh bột. Còn nếu 2-3 bộ này nhá, mà đông người ăn nhá, phải để một bộ nguyên cả cái xanh xanh ấy. Ăn còn đá một nhỉ, xứng là ta nhỉ. Em nói giờ này thì thả cái bố có khi dừng mẹ rồi gắp cái gì nữa. Ngon, đây cái bông này. Đây này đấy. Tìm lòng mèo, lòng mè, tim gan hết các thứ nằm ở đây. Ướt đây. Ăn mạnh ăn thế đấy. Đỏ nhẹ đấy. Cái này ngâm. Mày cái này băng móm chiến được không? Không ăn được. Như hôm trước thì chó miếng tổ thế con món rồi nó bó tay. Mạnh vào đấy đi, mạnh vào. Nô ngồi xuống. Kèm em. Kèm. Chắc chỉ khoảng có tầm mọi người mẹ. Ông 5-6 miếng nữa là hết. Bố. Hết. Này. Ngọt ngon, dã rượu luôn, dã rượu. Lúc chưa nhà ăn thịt thỏ mới lại tiết canh, còn cái bộ này là chiều làm canh rau má cho mát ruột. Bởi vì mình biết rồi, cái này chỉ có xịt rau má thôi. Là ăn uống rồi sao nó ngon miệng. Ôi cả nhà hôm nay mình lại chia sẻ đây này. Này, bộ lòng thỏ nấu với lại canh rau má nhá, lòng thỏ nấu canh rau má đấy là lại anh em ăn xong rồi là mới anh em làm bát bún cái bánh ấy, thế là lo lắm rồi cả nhà. Ở video nó cũng có thời lượng mình xin kết thúc ở đây nhé, mỗi lần xem cho mình like và đăng ký kênh ủng hộ cho biển nhé. Nhà cả nhà chào nhá.